Wow, cả nhà biết ngày hôm nay mình làm món gì không? Honey, what name? Food. Beef jerky. À, chúng ta có thể hiểu nó giống như là bò khô của mình ấy. Nhưng mà bò khô thì không biết là ở Việt Nam mình thì họ làm khô bằng máy hoặc là họ phơi như thế nào. Nhưng mà Hasco sẽ ướp cái thịt bò của mình ấy với một cái hỗn hợp gia vị này. Rồi sau đó thì sẽ đem để một đêm cho nó thấm gia vị. Rồi sau đó sẽ đem ra ngoài cái lò nướng khói ấy, mình nướng khói. Barbecue outside how long? Cook at 180 degrees for about 5 hours. Sau đó mình sẽ nướng khói khoảng 5. Slow and slow. Yeah, đây là những cái gia vị có tiêu nè, ai nghiền bột I bột put hành nè. three quarter cups Yep. of Worcestershire sour, Yep. three quarters cups of soy sauce, Yep. one tablespoon of onion powder, Yep. one tablespoon of garlic powder, Yep. two tablespoons of pepper, black Yep. pepper, a quarter tablespoon of crushed red chili, Yep. a quarter tablespoon of cayenne, and a Yep. quarter tablespoon of paprika, Yep. and one tablespoon of honey. Yeah. And I'm gonna put some hot sauce in it too, just to make it a little bit more hotter. Yeah. Ooh. Ông xã mình thì thích ăn cái vị nó hơi cay một chút. Mà thực ra bò mình phải làm nó cay, hơi cay một chút thì ăn nó, uống bia nó mới đã. Đó, mình có được một cái hỗn hợp. Mix that up. Cái này là ông xã thấy trên YouTube đó, xong ông học làm á. Mình làm cái món này để mình tụi mình đang đi biển chơi nè. 2 tuần nữa tụi mình đi biển chơi nè. Và bây giờ mình sẽ trộn đều lên, sau đó mình sẽ ướp thịt bò vào đây nhé. Okay. Đây là thịt bò đây. 2.5 pounds of beef chuck roast. Yeah. Cheap beef. Beef jerky, just cheap meat. Thực ra thịt bò với thịt gà hay là thịt heo ở Mỹ nó rẻ lắm. So với cái vật giá ở Mỹ thì thịt thà nó rất là rẻ. Và bây giờ mình sẽ cắt bằng máy này thành những cái lát mỏng á, rồi sau đó mình mới ướp vào trong này nhé. Bây giờ là sẽ đến đoạn cắt thịt bò. Oh honey, behind one. Okay. Yeah, maybe. Đó, đây là cái máy cắt thịt bò đây, cắt cho nó mỏng ra. Oh.
tiếp tục miếng thịt thứ hai. Đó, chân sung người đàn ông làm món thịt bò để đem đi biển đây. Three pounds. This really closer to two and three quarters. I wanted 3 pounds. Yeah. Đó. Bây giờ bỏ thịt bò mà mình cắt nhỏ rồi đó, mình trộn vào đây. Ooh. And tomorrow. Yeah. We can smoke. Yeah. I want to take some of the fat off. Yeah. Ooh. Oh, too much salt, huh? Smells basil. Nó sẽ tạo ra một cái hương vị rất là khác với lại ở khổ bò khô ở Việt Nam nhé. Lúc này cả nhà nghe tiếng nó bầm không? Đó là cái con một cái con chim á, một cái con chim nó chạy thế nào nó đâm đầu vào kính á. Ok. Wait tomorrow barbecue. Đó. Mình ướp như thế này xong mình để qua đêm, xong ngày mai tụi mình sẽ nướng khói 5 giờ đồng hồ. Cả nhà chờ đợi xem ngày mai mình sẽ nướng khói như thế nào nhé. Rồi, sau một đêm mình để trong tủ lạnh thì buổi sáng ngày hôm nay mình để thịt trên hai cái khay này để cho nó ráo bớt cái nước sốt này đi. Đây, cái nước sốt ngày hôm qua đây. Rồi sau đó thì tụi mình sẽ đem ra ngoài để tụi mình nướng khói khoảng 5 tiếng đồng hồ. Đó, có nghĩa là một quy trình khép kín chứ không cần phải là phơi nắng. Tại vì nhiều khi chúng ta phơi nắng thì cũng có côn trùng thế này thế kia. Rồi mất công chúng ta phải đậy điện nữa. Mà bây giờ chúng ta chỉ cần bỏ lên cái khay này rồi bỏ vào cái máy nướng khói kia là sẽ có một cái món gọi là bò kho kiểu Mỹ. Wow, cả nhà chờ xem nhé. Hi. Hi. Homemade beef jerky. Yeah. Nice smoke flavor. Nice flavor. Little spicy. Yeah. Tastes good. This, if you had to buy it, I would say this is probably going to be close to about $200. Whoa. At the store. I made it for, with spices and everything, less than 20 bucks. Yeah? Yeah. Oh, buy 200 huh? Yeah, if you buy at store, 200 about. Oh. Expensive. Expensive, but at home easy. It's very yeah, simple. Yeah, very easy. Once I saw how to make beef jerky and how simple it was, no more buying beef jerky. We'll just make it. Rất just là đơn giản. The most important thing, just get the beef either sliced at the store real thin, or if you have a slicer, slice it yourself. Yeah. And I prefer my own slicer. You can buy a cheap one for $100, but if you're going to use it all the time, get a decent slicer, maybe, you know, $200+. But then that way you can adjust the thickness of the beef as you desire. Yeah. Thank you so much. Wow, vị rất là ngon nha cả nhà, có chút vị cay và nó rất là thơm và nó an toàn vệ sinh. Thì ngày hôm nay cái máy nướng khói nó bị trục trặc cho nên là mình nướng ở trong cái lò ở trong nhà với cái nhiệt độ là 180 độ F. How long you smoke it for at 180 degrees for about 5 hours. Oh. Rất là tuyệt vời. Cả nhà làm thử xem nhé, vừa an toàn vệ sinh và thịt ở Mỹ thì cũng rất là dễ.
không có quá đắt mà chúng ta có được một món ăn nhâm nhi uống bia hoặc là đem đi dã ngoại du lịch đi biển chơi. Perfect. Thank you, honey. Chúc cả nhà và một ngày thật là vui vẻ nhé. Cảm ơn cả nhà đã xem video.